Lan ơi, cha cũng muốn rời bỏ nơi đây để tránh xa lũ ác ôn mà sống gần bên nội. Nhưng hãy đợi thời cơ cho cha rửa sạch mối thâm thù. Cha cũng muốn lìa bỏ nơi đây khi dứt án mây mù. Mẹ của con đã xa lìa cõi tạm, bỏ cha con mình ở lại bơ vơ. Ngày tháng trôi dài trong lặng lẽ cô đơn, và cha con ta như hình với bóng. Mẹ con ra đi rồi sẽ quên đi tất cả, chỉ còn cha không quên được bao giờ. À, ngồi thẳng người chút xíu để người ta nói mình ông già là thứ nhất nè. Thứ hai nữa là khi mình trò chuyện đó là anh nhìn thẳng vào máy để người ta nói, là nhìn nói chuyện rồi nhìn đi đâu. Anh ha. Yeah. Em thấy có những cái tình trạng đó rồi cho nên là em nhắc anh hai điều đó. Thì hôm nay anh đi đây là đi với nhóc này là mấy tuổi rồi? À, nó 6 tuổi. À, 6 tuổi. Dạ. Yeah. Bây giờ anh có thể giới thiệu về bản thân mình, tên tuổi và anh đến từ đâu anh ha? À, tôi thì quê ở Bến Tre. À, quê Bến Tre. À, nhưng mà tôi ở Bình Minh là quê vợ. À. Tôi sống trên này cũng được 21 năm rồi. À. À. Tức là hiện tại bây giờ thì nhà là ở Bình Minh hả anh ha? Dạ, ở Bình Minh. Dạ. Vậy thì tình trạng hôn nhân của anh như thế nào mà bây giờ lại hai cha con lại đi tới đây để gặp Tuấn Vĩ, là hôm nay gặp Tuấn Vĩ là với nội dung gì, anh có thể trình bày được không? Dạ được. Bây giờ thật lòng mà nói thì tôi ở Bến Tre, bà xã lớn thì đã mất rồi. Yeah. Tôi đã có 4 đứa con với bà xã lớn, tức là 3 trai 1 gái. À. Đó, thì đã mấy đứa con tôi thì cũng thành lập gia đình hết rồi. Yeah. Nó cũng có nơi ăn chốn ở, công việc cũng ổn định. Yeah. Rồi tôi gặp mẹ của Trọng Phúc đây thì đã sống cũng năm nay được 21 năm. À. Được 2 đứa con. À, 2 đứa con trai, thằng lớn thì năm nay nó 21 tuổi. Còn thằng này thì nó mới 6 tuổi. Dạ. Nhưng mà trong giấy tờ bên dương lịch đó thì nó mới có 5 tuổi hả? À. Nó mới học lớp lá thôi. Dạ. Nhưng tình trạng hôn nhân thì nói chung ngày xưa thì tôi sống nghề sông nước ghe cộ quá. Dạ. Tôi đi cũng là 40 mấy năm nghề sông nước, sống với mẹ này. Dạ. Nhưng mà có cái là mẹ nó cờ bạc này kia nọ quá đi. À, từ đại khái là tôi ở tới giờ nó bể nợ trên dưới mười mấy lần. Dạ. Vậy thì đại khái là bây giờ mình cũng chỉ nói về tình trạng hôn nhân là chia tay thôi anh ha. Dạ. Còn cái việc cũ thì chắc mình cũng không nhất thiết phải nhắc lại, đôi khi nó cũng có những cái nhạy cảm rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Nó đại khái là bây giờ là chia tay với mẹ của bé đây. Dạ. là anh chia tay được bao lâu rồi anh ạ? Nói chung thì nó bỏ nhà ra đi nay cũng 2 năm mấy rồi. À. Rồi nó cặp với người khác nó ở. Nó thành thử ra tôi đi giờ đi đâu á, đi đám tiệc hay bất cứ đâu cũng dẫn nhỏ này theo hết rồi. Rồi ai cũng nói trời ơi con vậy mà nó bỏ nó ở, là nồng nó bỏ nó đi vậy. Dạ. Yeah. Nó thành thử ra bây giờ nó cặp nó ở với người khác, vợ chồng cũng cặp ở vậy thôi, không ấy. Nhưng mà tôi sống với bà sau này coi như hai mấy năm có 2 đứa có 2 mặt con. Thằng lớn 21 tuổi, thằng này thì 6 tuổi. À. Nhưng mà cũng không có đăng ký kết hôn gì. À. Tôi ở trên này cũng như ở vậy chứ, hộ khẩu tôi cũng vẫn còn ở Bến Tre. À, vẫn ở hộ khẩu Bến Tre. Dạ. Dạ. Đó. Thử ra bây giờ tôi sống thì nói chung á, con thì nói chung mình lo dữ lắm chứ không phải không lo, nhưng mà con cái nó không có đầy đủ như người đàn bà. Dạ. Yeah, yeah. Có người đàn bà chăm sóc con ăn uống này yeah. nó đầy đủ hơn. Còn yeah. mình thì nói chung ở nhà thì sáng đưa nó đi học rồi tôi ở nhà chỉ đóng cửa. Ở nhà buồn sống coi như nó hơi biệt lập chút vậy đó. Dạ. Yeah. Không có đi đâu thường xuyên, chỉ có 1-2 người bạn cà phê rủ đi uống vậy thôi. Tôi thì nhỏ lớn không có rượu chè, chỉ có cà phê thuốc lá. Dạ. Rồi 3 đứa con tôi sao cũng vậy, không có đứa nào nhậu hết.
Dạ. Yeah. Vậy những cái đứa lớn trước đó thì bây giờ nó vẫn ở với bà lớn ở bên Bến Tre hay là nó ra sao anh? Bà lớn thì mất rồi Tuấn Nguyễn. Dạ. Giờ thằng Út thì ở coi những cái nhà thờ đó, còn mấy đứa kia cũng có vợ có chồng tư riêng hết. Ừ, có tư riêng hết rồi anh ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Vậy là bây giờ anh với bà sau được hai đứa là bé này 6 tuổi, còn một đứa hai mấy tuổi là tuổi. Nó lấy vợ gì chưa anh? Dạ chưa, nó đang bằng công dân ở xí nghiệp công ty ở ngay chỗ Bình Minh đó. À vậy đó anh ha. Dạ. Dạ. Thì tiến sĩ thấy tôi giờ ôm thằng này thì không có làm gì được hết. Dạ. Thành thử ra nói chung thì cũng nhờ con nó chu cấp. Dưỡng tháng cho vài triệu vậy đó. Dạ. Sống vậy thôi. Tức là nhờ đứa lớn hai mươi mấy tuổi đó ha, 21 tuổi đó ha. Dạ. Là nó đi làm rồi nó có thu nhập. Còn hiện tại bây giờ thì anh có làm cái gì không? Dạ ngoài tôi không có làm thế. À. Mấy đứa con ở bên bà lớn cho nó cung cấp cho hàng tháng rồi cái thằng nó bà sau này thì nó đi làm á. Dạ. Cũng dành dụm nó cũng lo cho gia đình. Dạ. Ừ. Rồi mấy đứa lớn bên kia thì nó có chu cấp cho anh không? Dạ có. Dạ có anh cũng nhờ mấy đứa đó đó. Dạ. Không có là mệt. Dạ. 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 Vậy thì anh có dự định là sắp tới đây thì mình có kiếm một cái công việc gì đó mình làm không anh? Nếu tôi thì có cái nghề thuyền trưởng, tôi đi làm này, tôi sống này bốn mấy năm rồi. Nhưng mà bây giờ nó đúng ra thì nó hết cái tuổi chạy rồi. Dạ. Nhưng mà sức khỏe thì còn tốt. Bây giờ thí dụ mình dạ. đi theo này kia nọ, mình lái phụ bên dạ. kia thì được. Dạ. Giờ ta kêu đi thiếu gì nhưng mà dạ. kẹt nhỏ không có đi làm được. Kẹt nhỏ không có đi được. Dạ. Phải đưa rước nó đi học. Dạ đúng. Mà rồi. Còn cái công việc đó đó, công việc xà lan đó thì là phải có đôi khi đi qua ngày anh ha. Dạ đi coi như xuống đi phi nửa tháng mới có về nhà một lần. Ừ. Rồi con trai có thể là con qua bên kia chơi ha, rồi bác lì xì cho con năm mới nha. Đây bác lì xì nha. Dạ con trai cảm ơn chú Vĩ con. À rồi con qua bên đó con chơi ha con ha. Nó ngồi nó chổng ngược đầu lên. Nó chổng chân lên trời. Dạ. Tuổi này là tuổi quậy. Dạ. Dạ. Vậy rồi bây giờ thì cái mong mỏi anh kiếm một người đó thì anh đã dự định lâu chưa? Nó đúng ra cũng mới đây hả Tuấn Vĩ? Bây giờ dạ. tôi coi cái kênh của Tuấn Vĩ kết nối yêu thương đó. Này kia nọ tôi đã coi xem nhiều lần nhiều lắm rồi tôi cũng có cái suy nghĩ. Thôi giờ mình cũng lớn tuổi rồi nhưng mà thấy có những anh chị cũng lớn tuổi cũng đi tìm một nửa của mình á. Dạ. Thành thử ra tôi cũng có suy nghĩ là thôi giờ mình tìm một nửa coi gì cho phụ chăm sóc con mình này kia nọ nếu yeah. mà nó hợp tình hợp lý yeah. thì coi như phụ chăm sóc con rồi tôi có thể đi làm rồi này kia nọ đó yeah. có thời gian đi làm đúng ra con gái tôi thì nó có hai chiếc xà lan bây giờ tôi đi phụ nó cũng được nhưng mà có cái giờ mắt ôm nhỏ này thử là không có đi được à thì đúng rồi gọi là mắt con nên là mình muốn làm cái gì mình cũng làm không được yeah. Tuy rằng nó đi học nhưng mà có một cái là đi học rồi cũng phải rước nó cũng phải yeah. chăm nó dạ yeah, đúng rồi dạ yeah. Nó hơi khó khăn ở chỗ đó anh ha dạ yeah. dạ yeah. Bây giờ mà tìm một nửa của mình thì anh cái tiêu chí của anh bây giờ anh muốn tìm như thế nào cô đó tặc trạc tuổi bao nhiêu rồi công việc rồi cho đến mọi thứ rồi anh mong muốn anh mơ ước thì mơ ước lấy được người như thế nào thì coi cũng khoảng 50 ngoài tuổi 50 năm ngoài tuổi vậy đó dạ yeah. cũng hơi tương xứng với mình dạ yeah. hai nữa ví dụ thí dụ bây giờ có thương tôi thì phải thương con tôi mới chịu chứ giờ thí dụ bây giờ nói thôi giờ anh thương tôi anh bỏ con anh đi với tôi này kia nọ là dứt khoát của cách tôi không dạ không được dạ yeah. yeah. nói chung là đã thương anh thì chấp nhận về chung sống yeah. Rồi lo cho con cái yeah. này kia để anh có cái thời gian anh đi làm yeah, đại khái là vậy anh ha yeah, đúng rồi. Về vợ chồng tương trợ lẫn nhau anh ha dạ yeah. yeah. Ví dụ giờ thương tôi thì cũng có tấm lòng vị tha rồi thương con tôi này kia nọ là vậy đó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thường á thì cái tuổi của anh á
thì em nghĩ là thông thường nếu mà kiếm một người về chung sống thì theo em nghĩ cái lứa tuổi và cái điều kiện sống thì em nghĩ là mình đặt ra cái tình huống thử coi nó như thế nào. Là em thử đặt tình huống là người đó cũng có con. Người đó cũng có con thì đa phần, nói chung là cái trạc tuổi thì chắc chắn là có con. Mà ví dụ rủi mà con chưa lập gia đình, ví dụ chẳng hạn như là 5, 10 tuổi hay là 15 tuổi gì đó, mà ví dụ như về đây chung sống thì liệu rằng rồi họ cùng đưa con họ về chung sống với anh, cái người bạn đó họ cùng đưa con về chung sống, thì theo cái quan điểm đó thì anh có e ngại về cái việc đó hay không, hay là anh muốn chỉ một mình mẹ mà không cái đối tượng mà nào mà một mình mẹ chứ không có con? Dạ, theo tôi nghĩ thì ví dụ có con cũng được. Ví dụ giờ về chung sống mà mình biết lo toan với nhau, mình dung đắp cái hạnh phúc đó. Ví dụ giờ con nít mình thương nó là nó thương mình. Yeah. Mình phải có cái tấm lòng vị tha. Yeah. Vậy là cái đối tượng có con cũng được anh ha. Cũng được. Đối con tượng có con cũng được. Về có nghĩa là giống như gọi là mảnh ghép anh ha. Ghép lại. Người ta hay gọi là góp gạo thổi cơm chung gì đó. Còn trước mắt thì anh có chọn là người đó phải có công việc hay là có thu nhập hoặc này kia không, hay là anh chỉ chọn một người để về chủ yếu là nội trợ thôi chứ anh cũng không quan tâm đến cái vấn đề thu nhập? Dạ đúng rồi, ví dụ như tôi cũng không quan tâm gì vấn đề thu nhập, nhưng mà cái thứ nhất là phải tận tình với nhau. Tôi nói mình chịu làm thì mình sống được thôi chứ không có cái gì. Nói sự thật á, mấy đứa con tôi nói nhiều khi tao ở nhà buồn quá, người ta muốn lãnh số tao đi bán này kia nọ kiếm thu nhập như bữa 100 ngoài phê, mà mấy đứa con tôi nó la trời vậy đó, nó không cho. Trước đây ba cũng có cái chừng đứng ở ngoài xã hội, ba cũng có tiếng. Hai những con cái và nó cũng có việc làm công an ổn định rồi. Bà ở nhà đi, mỗi tháng đứa cho 3 triệu, 2 triệu này kia rồi ba sống cũng được rồi, ba đi làm chi vậy? Không có đứa nào cho. Nói chung là điều đó thì cũng là cái điều đáng mừng. Bởi vì e ngại nhất đó là mình lớn tuổi, mình không có công ăn việc làm, rồi con cái của mình nó lại không có cái gì nữa thì cái điều rất 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 là đáng e ngại. Nhưng mà may được cái là con cái nó cũng có điều kiện. Thì đó là một cái điều mà khiến cho anh cũng khỏe khoắn hơn và đỡ phải suy nghĩ hơn. Chứ thật sự mà nói là ăn hôm nay mà lo gạo ngày mai là cái điều đó là cái điều khổ nhất trong cuộc đời. Dạ đúng rồi. Tôi rất mừng. Rất mừng là mấy đứa con tôi ở dưới nó rất thương hàng này. Dạ. Anh em nó thương nhau dữ lắm. Dạ. Tôi rất mừng về khoảng đó. Nó lo lắng dữ lắm. Dạ. Cái điều đó là cũng rất mừng. Và theo cái đánh giá sơ bộ của em thì vậy là cái sự giáo dục của anh cũng tốt. Thứ giáo dục là thứ nhất, thứ hai nữa là cái gen, cái ý thức của con người đôi khi nó cũng là cái gen đó. Cái gen đôi khi là ví dụ như là người ta hay gọi là thượng tắc chính thì hạ tắc loạn. Ví dụ như mình sống không có đàng hoàng trước đây thì con cái nó cũng loạn thần theo. Nhưng mà mình sống có căn bản thì con cái nó cũng có nề nếp anh ha. Nói chung thì bà sao này, bà cờ bà này kia, số đầu số đuôi coi như quấn bài suốt luôn. Mấy đứa con tôi, mấy đứa con bà lớn cũng biết đó, nhưng mà nó không dám nói. Nó chỉ khuyên tôi vậy thôi. Nó cũng không dám nói, nó sợ tôi buồn. Mà có nói chăng nữa thì chắc là em nghĩ cũng không có kết quả được. Đúng rồi. Bởi vì là ở cái chỗ là con người ta hành động của mình, ví dụ như hành động của trẻ con đó thì mình kiểm soát được nó. Còn mà hành động của người lớn mình đâu có kèm cặp được hàng ngày đâu. Tôi nói không phải tôi khen bà, nhưng bà rất khéo. Ăn nói phải nói là đi làm ăn, đi ngoại giao rồi này kia, nói về bà Thúy là cái ok hết. Ai cũng thương, ai cũng ấy. Lúc mà đi giao hàng, tôi chuyên môn chở xi măng, đi giao hàng đâu mà chào hàng đầu tiên là ra tôi đi đó. Bà ăn nói phải nói là vô hệ dữ lắm, nhưng mà có cái khuyết điểm là cờ bạc. Nói chung
cái cờ bạc là nó làm cho con người ta nó hư con người ta và nó khiến cho tan cửa nát nhà, vì ở cái chỗ là cái cơn ghiền đó anh, cái ghiền nó lên cái máu đó anh, cái máu cái máu cờ bạc nó thật sự mà nói là nó hơi khó bỏ lắm đó. Nhiều con người cũng vì cái đó mà vợ chồng ly tan, tan cửa nát nhà cũng vì cái chuyện là cờ bạc. Mà thường đó thì vợ khuyên chồng đừng có khuynh bài khuynh bạc này kia, chứ còn chồng khuyên vợ thì cái điều đó là cũng phụ nữ mà quýnh cờ quýnh bạc này kia, thì để mà đàn ông phải khuyên là cũng một cái chuyện là cũng rất là khó chịu anh ha. Thôi thì cái chuyện đó thôi mình cũng thành thật chia buồn với anh về cái điều đó. Có nghĩa là con người ta không có toàn vẹn được. Nhưng mà cái tật gì chứ còn tật mà tật quýnh cờ quýnh bạc đó thì thật sự là cuộc sống không bao giờ nó bình lặng và nó có thể ổn định được. Mà anh làm có của chăng nữa thì nó cũng kiếm đường nó đi tiêu hết. Nó tiêu tan. Vậy anh thì có đạo Công giáo hay là có đạo Phật hay là nói chung có tôi tôn giáo? Thì chỉ thờ ông bà thôi. Dạ, thế thờ ông bà thôi. Dạ. Thì ngoài ra thì anh có những cái năng khiếu gì không? Tôi thì coi như từ nhỏ lớn thì rượu chè thì không có, tuyệt đối. Có một cái hơi đam mê ca hát chút gì đi đám tiệc đồ này kia nọ vậy đó. Vậy đó đó. Chơi tài tử đồ kia nọ vậy. Vậy cũng vui. Vậy anh có ca được ca cổ không? Dạ được. Ồ hay quá. Vậy chắc là nếu không có gì trở ngại thì anh làm câu chơi ha. Làm câu cho nó vui. Mấy kỳ trước thì mấy cô chú trước ở Tuấn Vĩ ghi nhận thì cũng rất là thoải mái. Đây là một cái cuộc trò chuyện thôi chứ không có gì. Thì nếu không có gì trở ngại thì anh làm câu giọng cổ tặng cho bà con cho nó vui. Ở đây mình ca có ấy lắm rồi. Đâu có gì đâu. Thì bình thường thôi. Mình cho nó thường là nó thường. Thì cái đó tùy anh thôi. Em thì cũng gợi ý cho nó vui vậy thôi, chứ văn nghệ cho nó vui thôi. Con người ta thì cái văn nghệ là cái điều mà còn cần thiết trong cái cuộc sống cho nó vui. Còn nếu ví dụ như có cái gì e ngại quá mà anh không muốn thì cũng không sao. Đó em gợi ý. Vậy thôi vậy đi. Nhân dịp năm mới. Trên kinh của Tuấn Vĩ kết nối yêu thương thì tôi cũng xin chúc tất cả quý ông bà cô bác anh chị em trên cả nước được nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Riêng kinh kết nối yêu thương của Tuấn Vĩ thì tôi xin chúc tất cả những cái kinh kết nối yêu thương này, những người đó gặp nhiều may mắn và gặp một nửa của mình thật là thuận lợi tốt đẹp. Thì tôi cũng xin ca một khúc giọng cổ đi. Hay quá. Lâu quá thì nó cũng không có nhớ gì mấy. Anh muốn cho tự tin hơn á thì anh lấy cái micro ra anh cầm vậy nè, thì nó có phần nó có cái căn cứ vào đó để mình ca cho nó dễ hơn. Cầm giống như mình cầm cái micro vậy đó. Đó đúng rồi đó. Thôi bây giờ thực ca một xuống câu giọng cổ coi như lâu quá rồi cũng không nhớ, nhưng mà này trích trong tuần có lương trước đây, đoàn cái lương quân khu 9 rồi nhân công khu 9 nó diễn thì tôi cũng còn nhớ một khúc. Giờ tôi xin vô đại nè. Được câu nào hay câu đó không sao. Làng ơi cha cũng muốn rời bỏ nơi đây để tránh xa lũ ác con mà sống gần bên nồi. Nhưng ai đợi thời cơ cho cha rửa sạch mối thâm thù. Cha cũng muốn lìa bỏ nơi đây khi dứt mây mù. Mẹ của con đã xa lìa cõi tạm, bỏ cha con mình ở lại bơ vơ. Ngày tháng trôi dài trong lặng lẽ cô đơn,
và cha con ta như hình với bóng. Mẹ con ra đi rồi sẽ quên đi tất cả chi, còn cha không quên được bao giờ. Hết rồi anh? Dạ hết. Anh đang viền. Thế là vì anh thích cái câu này, hay anh nhớ cái câu này là vì lý do gì mà anh lại nhớ cái câu này? Em có vẻ thấy nó hợp bối cảnh quá vậy. Có lẽ cái câu này nó đi vào cái tâm hồn mình hồi lúc nào. Thành thử sao có đôi khi nằm ở nhà buồn buồn thì cũng ca rồi cũng làm những cái tâm sự đó, nó cũng hơi giống giống mình vậy đó. Vậy thì em thấy là vào cái thời điểm mà chỉ hai cha con ở nhà mà nghe những cái câu này chắc là nó trong lòng nó buồn dữ lắm anh ha. Dạ buồn lắm, buồn da viết cái tiếng Việt. Dạ. Thì em cũng mong là qua cái chương trình này á, thì anh cũng kiếm được một người tâm đầu ý hợp để cùng xây dựng gia đình. Rồi đôi bên cùng kề vai sát cánh, rồi góp gạo thổi cơm chung để xây dựng lên một cái gia đình để cho nó phù hợp cho cả đôi bên. Và biết đâu được là bên kia cũng người ta cũng lỡ một chuyến đò, hay là người ta cũng không được toàn vẹn, mà người ta đâu đó người ta cũng cần một người cha, cần một người cha cho con và cần một người chồng để rồi đôi bên cùng kề vai sát cánh. Thì họ sẽ liên hệ với em. Thì ví dụ có ai đó mà thương cái hoàn cảnh của tôi như vậy đó thì cứ liên hệ với Tướng Vĩ, thì Tướng Vĩ cứ cho số điện thoại rồi mình kết nối, rồi mình tới mình tìm hiểu với nhau. Ví dụ lợi gia đình tìm hiểu hoàn cảnh, hay là bà con lối xóm ở gần đó đó biết cái hoàn cảnh của tôi á, thì coi như nếu được á thì coi như mình tiến tới, coi như cũng lo. Nói chung cái tuổi này thì còn bao lâu nữa. Thì mình muốn có một cái hạnh phúc, có cái niềm vui trọn vẹn về cuối đời vậy. Em ghi nhận cái điều này. Và chắc là bây giờ thì thời lượng cũng vừa đủ. Thì nếu ví dụ như anh có còn muốn bày tỏ gì thêm thì em dành thêm cho anh vài phút để bày tỏ. Còn nếu không nữa thì anh gửi lời chúc năm mới cho các cô chú và anh chị. Thôi giờ cũng đầu năm, cũng còn trong cái xuân, thì tôi cũng xin chúc các fan của Tướng Vĩ, những cái fan kết nối yêu thương, coi như tìm được một nửa của mình thật hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài. Em xin lỗi là hồi nãy anh có giới thiệu về tên và tuổi của mình, nhưng mà em cũng nghe thông thoáng, em nghe chưa rõ. Và chắc là quý vị cũng muốn biết thêm về tên tuổi của anh. Anh có thể giới thiệu lại. Tôi thì Trần Phương Đoàn. Năm nay tôi 65 tuổi. Quê chính thức là ở Bến Tre. Quyền Mô Cài Bắc. Hiện tại thì sống Bình Minh anh ha. Còn hiện tại bây giờ thì sống bên quê này, quê vợ sau này thì ở Bình Minh, thị xã Bình Minh, tỉnh Tiên Long. Dạ em hiểu rồi. Vậy thưa quý vị và các bạn thân mến, giờ đây thì thời lượng của video cũng vừa đủ, nên là Tuấn Vĩ và anh Đoàn xin phép được kết thúc buổi trò chuyện. Và thưa quý vị, nếu cô chú anh chị nào mà thích làm quen với anh Đoàn và thấy rằng là muốn kết hợp với anh Đoàn để xây dựng hạnh phúc cho những cái bước tiếp theo, thì quý vị liên hệ với Tuấn Vĩ để rồi Tuấn Vĩ sẽ ghi nhận và sẽ cho anh Đoàn xem những cái bày tỏ của quý vị. Nếu ví dụ như đôi bên thuận tình thì một ngày nào đó chúng ta sẽ về nhà anh Đoàn để thăm gia đình, cũng như là để chúng ta cũng tìm hiểu thực tế. Anh Đoàn có sẵn lòng cho một người nào đó muốn là kết hợp, một người nào đó muốn tìm hiểu, anh có sẵn lòng cho người đó tìm hiểu về tới nhà anh tìm hiểu không? Dạ đồng ý. Dạ tôi sẵn sàng. Dạ dạ sẵn sàng. Dạ ví dụ bây giờ mình muốn đến với nhau thì mình cũng phải tìm hiểu nguồn cội gốc gác như thế nào. Dạ ví dụ
đến nhà tôi rồi tìm hiểu này kia nọ, tôi cũng mới đến nhà một bữa đó để tìm hiểu. Dạ đúng rồi đó. Đúng rồi. Mình mới có. Dạ dạ ok anh. À, thưa quý vị, vậy giờ đây thì Tuấn Vĩ xin được nói lời kết thúc video. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị chúng ta đã quan tâm theo dõi. Và cũng nhân dịp đầu năm mới, Tuấn Vĩ xin chúc cho các cô chú, anh chị một năm mới thật an khang thịnh vượng và nhiều may mắn. Cũng như thường lệ, mong quý vị đừng quên là đăng ký kênh cho Tuấn Vĩ để xem những video mới. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt. Rồi chúng ta chào tạm biệt nhau anh Đoàn ha. Rồi bye bye con nha. Bye bye.